Cách làm mực xào cần tỏi hành tây thơm ngon hấp dẫn. Cách làm mực xào cần tỏi hành tây là một món ăn khá quen thuộc, nhưng bên cạnh các món truyền thống như mực xào dừa, mực xào tỏi, mực xào cà chua, thì mực xào cần tỏi hành tây mang lại một phong cách rất riêng với một hương vị cực tây được đem lại từ cần tỏi và tây. Với hương thơm hăng hăng của tỏi hòa quyện với những miếng cực ngon, mực ngọt thì sẽ là một món ăn tuyệt vời cho mâm cơm. Nguyên liệu cần cho món này gồm 300g mực tươi, hạt nêm, gia vị, hạt tiêu, tỏi, dầu ăn, 100g cần tây, 2 củ hành tây, 2 cây tỏi tây. Cách làm mực xào cần tỏi hành tây. Bước 1, sơ chế mực và các nguyên liệu khác. Đem mực đi rửa sạch rồi rửa lại với nước có chút rượu trắng và gừng để tẩy mùi tanh hôi, rồi thái miếng vừa ăn vừa ướp với hạt tiêu, gia vị và hạt nêm. Bóc vỏ và rửa sạch hành tây rồi thái muối cao, cần tây, tỏi tây các khúc vừa phải. Bước 2, xào mực, phi tỏi băm cho thơm và đổ mực xào vào chín tới thì rút ra dĩa riêng. Thái hành tây vào chảo có chút dầu xào tái thì thả cần tây vào, thêm gia vị hạt nêm cho vừa ăn, rồi đổ mực vào xào cùng một lát thì tắt bếp. Xúc mực ra đĩa và rắc tiêu lên là xong. Chỉ với quy trình vô cùng đơn giản là bạn có thể chế biến được một món ăn thơm ngon cho cả gia đình cùng thưởng thức mà vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho một ngày làm việc. Chúc các bạn thành công! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của quán Ăn Sạch Uống Sạch. Hãy đến với quán Ăn Sạch Uống Sạch tại số 186 Cây Trâm, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để thưởng thức những món ăn đặc sản miền Trung, món ăn bào thuốc bổ dưỡng cho sức khỏe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn.